Thưa quý vị và các bạn, vào tối nay đội tuyển Việt Nam chạm trán đội tuyển Thái Lan ở giải giao hữu quốc tế Cúp Tâm Hùng 2024. Tuy nhiên theo ghi nhận của báo Lao Động thì ngay sát giờ bóng lăn, các khán đài của sân vận động Mỹ Đình vẫn khá thưa thớt khán giả. Điều này có lẽ xuất phát từ việc mà Hà Nội và các tỉnh lân cận vẫn đang chịu ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão Yagi. Mưa dông cũng như là ngập lụt đang xuất hiện ở nhiều địa phương. Vì vậy mà điều này chắc chắn sẽ khiến cho việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Tôi hôm nay đến từ Phú Thọ, nhưng mà vì là hôm nay là bão lũ nên trên đường đi đến đây là cũng rất là khó khăn. 2:30 cầu Việt Trì cấm, nhưng may mắn là một lúc lại mở xuống đến đây được, thì bây giờ lại nghe tin là trên quê hương lại đang lũ nhiều, nên là trận đấu này khả năng tôi nghĩ là cũng ít khán giả hơn vì Hà Nội cũng đang mưa to nữa, nghĩ là như thế. Còn đến đây thì với tâm trí là lúc nào cũng cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam chiến thắng, vì huấn luyện viên mình mới lên cầm quyền, nên mong cho đội mình sẽ thành công sau này thành công hơn. Mình có gặp đôi chút khó khăn vì là trời hơi mưa một chút, còn lại thì không gặp vấn đề gì về ngập cả. Số lượng khán giả trên sân thì mình thấy không bằng so với những trận đấu trước của đội tuyển quốc gia. Chắc tại vì là ngày thường với cả trời cũng là mưa nên là số lượng khán giả ít hơn. Tôi từ quê ra đây xem bóng đá thì cũng gặp một số khó khăn như đường xá và đường vận chuyển nó hơi khó khăn, nên là tuy khó khăn nhưng cố gắng để đến được sân ngày hôm nay. Dù hôm nay cổ động viên không quá nhiều, mong đội tuyển Việt Nam để chiến thắng.